Vậy là một ngày thứ bảy cũng đã khép lại trong cái niềm vui hân hoan của toàn thể những anh chị em đam mê cái bộ môn bóng đá, đã và đang theo dõi kênh cũng như là đang đầu tư cùng với Kèo Bóng Tôn Tử trong các cái hội nhóm. Tổng hợp những cái trận đấu được diễn ra trong cái buổi tối cũng như là đêm hôm qua mà Tôn cũng đã lên video cũng như là ở trong các cái hội nhóm để anh em đầu tư, thì chúng ta cũng có được cái kết quả là như sau. Ở cái trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ giữa Georgia và Israel thì kết quả cuối cùng là 0-0 dành cho cả hai đội bóng. Với cái kết quả này thì những kèo trên video anh em nào cũng đã xem thì cũng đã có được chiến thắng đậm khi đã ăn được trọn vẹn hai cái mã kèo, đó là xỉu hiệp 1 và xỉu cả trận. Ở cái mã kèo chấp bóng 0.25 thì chúng ta cũng đã thua mất nửa tiền khi kết quả cuối cùng là 0 đều. Tiếp đến là cái trận thứ hai được diễn ra vào lúc 02 giờ giữa Tây Ban Nha với Thụy Sĩ. Kết quả chung cuộc sau 90 phút chính thức của trận đấu này thì tỷ số được khép lại là 1-1. Ở cái trận đấu này thì Tôn cũng đã lên kèo trên video cũng như là các hội nhóm với 3 mã kèo chính. Đó là xỉu hiệp 1, xỉu cả trận và Thụy Sĩ được chấp 1.5 bóng cả trận. Với 3 cái mã kèo mà Tôn cũng đã đưa lên để anh em đầu tư thì mọi người cũng đã ăn trọn vẹn cả 3 mã kèo này rồi. Vậy là chúng ta cũng đã kết thúc được một cái ngày nghỉ thứ 7 trong cái niềm vui bất tận khi cũng đã có được chiến thắng ở 5 trên 6 cái mã kèo trong 2 cái trận đấu mà Tôn cũng đã lên kèo để anh em đầu tư. Với những cái kết quả này thì chúng ta cũng đã bất bại ở 2 cái ngày đầu tiên của tháng 7 với những chiến thắng tưng bừng rồi. Thay mặt ekip Kèo Bóng Tôn Tử thì cũng xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể những anh chị em đang theo dõi kênh cũng như là tất cả những anh em đang đầu tư cùng với Tôn trong các cái hội nhóm nhé. Và với những gì mà Tôn cũng đã làm được ở những ngày vừa qua cho toàn thể các bạn thì Tôn mong là mọi người cũng đừng tiếc gì mà không dành tặng cho Kèo Bóng Tôn Tử một like, một chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi có thêm nhiều động lực để ra nhiều video chất lượng trong những trận cầu tâm điểm tới đây. Và những bạn mà mới ghé qua kênh thì hãy nhớ là ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để luôn nhận được những cái mã kèo chất lượng nhất sau khi chúng tôi phát hành video nhé. Và những bạn mà đang chơi đơn lẻ hoặc đang chơi ở những cái nhóm không uy tín thì hãy nhanh chóng kết nối với Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để được vào nhóm VIP đầu tư đường dài cùng với Kèo Bóng Tôn Tử. Chúng ta sẽ cùng nhau rút lõi từ ngân hàng của các nhà cái để mang về cái kho dự trữ cho mình. Rồi, góc chia sẻ tạm thời khép lại. Đến với cái mục đích chính của cái video này thì chúng ta sẽ cùng đi nhận định và tìm hiểu về những cái mã kèo thơm nhất trong hai cái cặp đấu tâm điểm của ngày hôm nay. Đó là trận đấu còn lại thuộc khuôn khổ vòng tứ kết U21 châu Âu giữa đội tuyển Anh với đội tuyển Bồ Đào Nha. Trận đấu này sẽ được khởi tranh vào lúc 23 giờ tối nay. Và trận đấu giữa Pháp với Ukraine được diễn ra vào lúc 02 giờ rạng sáng ngày mai, ngày 3 tháng 7 năm 2023. Ở hai cái cặp đấu còn lại của vòng tứ kết này, những ai đã theo dõi giải U21 châu Âu thì chắc phần nào cũng biết được là đội bóng nào sẽ đi tiếp. Với cái sức mạnh của hai kẻ mạnh nhất đang đứng đầu bảng khi thi đấu ở cái vòng tứ kết này, thì U21 Anh và U21 Pháp đã được dự báo là sẽ thắng trận. Và để chứng minh cho điều này thì các bạn có thể nhìn lên cái bảng kèo nhà cái hiện tại thì chúng ta có thể thấy được cái mức kèo chấp mà nhà cái đang để là 1/2 dành cho U21 Anh với cái điểm ăn thấp khi đang là 0.87 mà thôi. Còn ở trận đấu vào lúc 02 giờ thì nhà cái cũng đang để Pháp chấp Ukraine lên đến 3/4 thì cũng đang cho thấy là giới mộ điệu họ đang nghiêng nhiều về một chiến thắng dành cho Anh và Pháp ở hai cái trận đấu này anh em nhé. Thế nhưng trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì cả. Ở trận đấu vào lúc rạng sáng ngày hôm nay, nhà cái cũng đã để Tây Ban Nha chấp Thụy Sĩ lên đến 1.5. Thế nhưng kết quả của trận đấu này đã được kết thúc với tỷ số là 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức. Và họ cũng phải giải quyết với nhau ở 30 phút trong hai hiệp phụ thì Tây Ban Nha mới có được chiến thắng 2-1 trước đối thủ nhỏ bé này. Với cái tầm quan trọng của những cái vòng đấu knockout như thế này thì chắc chắn là bất cứ một cái đội bóng nào cũng sẽ phải chơi chặt chẽ và cũng không được phép chủ quan hay là mắc sai lầm.
Vì nếu như chỉ một sai lầm nhỏ mà dẫn đến bàn thua thì họ sẽ không còn cơ hội để sửa chữa. Và việc phải ôm hận là cái điều mà không một cái cầu thủ nào hay là đội bóng nào mong muốn cả. Nhất là ở cái lứa tuổi U21 này thì họ càng phải thận trọng hơn. Vì có thể là sau khi giải đấu này kết thúc, rất nhiều những cái tên sẽ được những câu lạc bộ lớn hàng đầu thế giới chiêu mộ. Đây là một cái cơ hội để lứa tuổi U21 này có thể thực hiện được cái bản lĩnh của mình. Và cũng có thể là chỉ một phút huy hoàng thì cuộc đời của họ sẽ được nở hoa. Nhưng nếu mắc phải sai lầm thì cuộc sống sau này của họ sẽ phải bế tắc trong suốt cái sự nghiệp sân cỏ, khi luôn là cái đề tài được bàn tán trên các cái mặt báo hay là các cái trang mạng xã hội, trên các cái kênh thông tin điện tử ở cái thời buổi công nghệ này. Tuy nhiên, với cái tâm thế là cửa trên và luôn nhận được những cái sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà thì chắc chắn là thế trận một chiều cũng sẽ được xảy ra với hai ông lớn của giải đấu năm nay là Anh và Pháp. Tuy nhiên thì Anh cũng sẽ đối diện với một đội bóng không hề dễ chịu khi đang là nhà đương kim Á quân của cái giải đấu này. Tuy là vòng bảng thì U21 Bồ Đào Nha họ thi đấu không được lòng của người hâm mộ, nhưng họ cũng đã biết cách xoay chuyển được cái cục diện để có mặt ở cái vòng knockout khi đối đầu với U21 Anh trong buổi tối ngày hôm nay. Và với một cái đội hình dự kiến hiện tại thì U21 Anh vẫn sử dụng một cái sơ đồ quen thuộc là 4-2-3-1 với cái đội hình mạnh nhất, thì cũng đang hứa hẹn sẽ mang đến lòng tin cho người hâm mộ cũng như là giới đầu tư vào cái kênh này. Còn bên kia chuyên tuyến là U21 Bồ Đào Nha ở cái trận đấu này thì họ đã không còn sử dụng cái sơ đồ là 4-3-1-2 hay là sơ đồ 4-4-2 nữa. Thay vào đó thì họ đã đưa ra cái sơ đồ dự kiến là 4-4-3 với cái đội hình mạnh nhất trong tay của huấn luyện viên Jun Jo-geur. Thì cũng đang cho thấy là họ cũng đang sẵn sàng cho một cái trận chiến đôi công sòng phẳng với đội tuyển Anh trong cái trận đấu tối nay anh em nhé. Và với một cái thế trận như thế này thì chúng tôi cũng đang nghiêng nhiều về một trận đấu cởi mở của hai đội bóng, và có thể sẽ có rất nhiều những cái cơ hội để tạo ra cho cả hai đội bóng. Nhưng việc mà U21 Anh đang có một cái hàng thủ rất là tốt và một thủ môn xuất sắc khi chưa để thủng lưới một cái lần nào ở cái giải đấu năm nay thì rất khó để U21 Bồ Đào Nha sẽ làm lên được kỳ tích cho mình. Và ở cái trận đấu này, với những cái mã kèo chính thì Tôn sẽ không chốt trên video, vì cái mức độ quan trọng của cái vòng đấu này khi mà anh em chơi lớn chơi mạnh cũng đang rất là quan tâm. Thế nên khi có được cái đội hình ra sân chính thức và khi có được những cái thông số chất lượng nhất thì chúng tôi sẽ chốt kèo trong các hội nhóm để anh em đầu tư. Tuy nhiên thì anh em cũng có thể cân nhắc được cho Tôn ở cái mã kèo xỉu thẻ cũng như là U21 Anh chấp góc cho cái trận đấu này, cũng là cái sự lựa chọn khá là ok để có thể đầu tư được. Còn ở cái lượt trận cuối cùng vào lúc 02 giờ khi Pháp với Ukraine, với cái chiến thuật cũng như là cái lối chơi cởi mở của hai đội bóng này trong những trận đấu vừa qua thì chúng tôi cũng đang nghiêng nhiều về một kịch bản sẽ có nhiều bàn thắng được tạo ra từ cả hai phía. Vì thế anh em cũng có thể cân nhắc được cho Tôn ở cái mức kèo tài trận 2.5 cũng như là cái mức tài 0.75 cho hiệp 1, cũng là cái sự lựa chọn khá ok để anh em có thể đầu tư được nhé. Và với cái thế trận và cách chơi cởi mở của hai đội bóng thì kèo góc thẻ ở cái trận đấu này cũng sẽ là chân ái để anh em có thể đầu tư mạnh được. Tuy nhiên thì lúc này chúng tôi cũng vẫn chưa cập nhật được những cái thông tin cụ thể về cái kèo góc thẻ mà nhà cái đưa ra. Nên khi sát giờ bóng lăn thì Tôn sẽ chốt kèo trong các hội nhóm để anh em đầu tư. Rồi, vậy là Tôn cũng đã phân tích và đưa ra những nhận định được tổng hợp từ các ý kiến của những chuyên gia trong ekip kèo bóng Tôn Tử, để anh em có thể nghiên cứu và đầu tư cho mình trong những cái mã kèo yêu thích ở hai cái cặp đấu còn lại của vòng tứ kết U21 châu Âu. Nếu như xem xong video này mà các bạn còn lăn tăn mà chưa thể lựa chọn được những cái kèo chơi chất lượng cho mình thì các bạn có thể liên hệ cho Tôn qua địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0832 406091 hoặc Telegram A Còng Kèo Bóng Tôn Tử để được tham vấn cũng như là được vào nhóm nhận kèo chất lượng khi chúng tôi có những cái thông số chất lượng nhất về hai cái cặp đấu này nhé. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin phép được kết thúc video này ở đây.
Chúc cho toàn thể các bạn sẽ luôn có được thắng lợi lớn ở mỗi trận cầu mà các bạn quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.